Rồi lạp xưởng bây giờ mình lấy ra mình thử mẻ hôm qua ha. Để mình đông lạnh ngày tối. Bữa nay Xuyến để mình món cơm nếp ăn sáng. Sao mặn hả? Sao mặn giờ là có chà bông ha em? Thường thì mình vô chợ mình mua cho nhanh. Bữa nay mình ăn với lạp xưởng nhà nên mình phải tự nấu luôn. Này mình có thể rửa lại một cái rồi mình vô mình luộc. Luộc nước sắp sắp một xíu á, thì khi mà nó chín rồi cái mình cho miếng dầu vô mình chiên lại ha. Này em luộc trứng cút hả? Cũng đủ món ha, trứng cút nè, lạp xưởng, chà bông, dầu hành nữa hả? À, bữa nay sáng sớm mà Sơn Hà dậy sớm hơn anh Hai đây. Anh Hai không có đi học cũng ngủ trễ, ngủ trễ. Giỏi dữ ta, rồi nội cho Sơn Hà ăn gì á? Bữa nay chờ nước. Trời, không ăn sâu ha Sơn Hà. À, cái này là cách làm lạp xưởng ở nhà mình hay làm cô chú ha. Mình cho miếng nước vậy nè. Đó, mình lăn cho nó, lăn hồi khi mà cạn nước rồi thì lạp xưởng nó cũng chín rồi. Đó, mình cho miếng dầu mình áo ngoài á, nó sẽ rất là ngon. Tại nếu mà mình cho dầu vô mình chiên á, nó sẽ rất là cứng. Tại này mỡ nó rất là ít ha. Tám thịt hai mỡ đó, mình phải mình giống như mình luộc hoặc mình hấp á, cho chín trước rồi mình mới chiên lại. Gì mẹ mẹ? Bụi cắn mà làm vậy. Bụi cắn mà kêu mẹ vậy? Mẹ lấy đồ xúc thôi. Cái dòng đi con đâu? Cái dòng đeo mũi của con đâu rồi? Sơn Hà mới gấp đũa nè hả? Không cho nội gấp. Sao? Để tự gấp hả? Tự gấp. Không cho nội gấp giùm hả? Giỏi ta. Giỏi quá ta. Giỏi ăn quá. Giống Tề Thiên ăn rau quá. Ngon không? Ngon. Ừ, mũi cắn rồi hả? Ừ. Nó mép ba. Cái dầu đâu mũi cơ con đâu. Ai má Hai hả? Má Hai chợ bên trước. Má Hai chợ hả? Trời ơi, nó nhét cái khăn qua nhà má Hai kìa. Bỏ đồ á. Ừ. Nhét ra ngoài hè bỏ đi đồ đúng hả? Chưa má Hai qua ăn xôi nè. Nó không thịt nên nó muốn tự gấp không? Không. Muốn tự gấp à? Đó, vậy mới chịu á. Bỏ rau ra hả? Gấp tay phải đi, tay trái rồi ngược rồi. Đổi tay. Đổi tay này nè. Đúng rồi, đổi tay đó. Hôm nay chị đi chợ sớm ha. Hôm nay không có đi chợ nè. Gấp tên này nè. Gấp tên phải. Ừ. Rồi gấp đi. Sơn Hà ăn xong chưa? Cút nè. Sơn Hồng ơi, qua lột trứng cút Sơn Hồng ơi. Lột trứng cút còn ăn xôi nè con. Má Hai ăn xôi không? Má Hai đi làm. Đi làm sớm hả? Má. Ừ. Dạ, thử lạp xưởng luôn chị. Ngày mẻ hôm qua coi sao. Anh Hai mới dậy anh Hai. Dành hết rồi ăn có nội này. Hay quá. Rồi để mình qua mình lăn lạp xưởng nha. Cái này nè mình thường mình đổ là nước khoảng sắp sắp khoảng tầm nửa chiếc lạp xưởng. Đó, vậy nó mới ngon, nó mới mềm. Sơn Hồng luộc trứng cút nha. Này ăn xôi đâu hết như đây trứng cút. Sơn Hồng được một bữa trứng cút no nê rồi đó. Quá trời luôn là Sơn Hồng. Trứng cút chấm với tiêu. Đâu ăn trứng này trứng gì? Trứng bồ câu. Bữa anh lụm vô đó. Bồ câu nó đẻ mà nó lấy làm bể hoài. Đem vô ăn luôn. Cho nó ấp mà nó làm bể hoài thôi, khỏi cho ấp luôn. Hôm nay bể cũng cho chục trứng luôn. Mẹ ơi. Trứng cút nè con. Đổ nước em, đổ nước cho nguội.
mình không có xài nhiều, mình đập nát vậy nè, còn nóng dữ lắm á, mình đập nát này là mình lọc cho nhanh, nóng ha, đó. Còn lọc bên cái dĩa lớn á, không bỏ vào dĩa nhỏ. Thôi thôi đừng đổ qua, sàn sớt quá. À, sáng mẹ qua bên Gò hả mẹ? Mẹ qua mẹ ăn vô gốc với cây đồ bắp là bữa nó lên á, kiếm trống mấy đổ. Mẹ dạ. Bỏ hộp vô mấy đổ trống. Sao không biết lọc hả, sao không? Đồ bắp mùa này trồng không lên hả mẹ? Không, nó lên mà tại hỏng. Mình không bỏ phân á, dạ. Để đất tự nhiên cho lên, cái hộp nọ bị lắc quá nó không lên được. Cứng hơn. Lớn á. Dạ. Nóng. Mười ngày nay hôm qua bển này thành rừng bển ạ. Rõ rồi, nóng hả? Ừ. Nóng hả xe? Rồi, đúng rồi đó xe không? Không. Sao? Này quay chuối hả? Không, chuối đâu, chuối chín rồi kìa. Chuối chín này là xe hả? Chuối của ngoại á. Này bây giờ hả? Ừ. Chuối. Ăn không? Mày lấy cho nè. Sơn Hồng mấy bữa nay biết chạy xe đạp chưa Sơn Hồng? Yeah. Sao lâu vậy? Mẹ nói Sơn ha, yên nhì đem ra lộ cho tập chứ trong nhà trơn lắm. Dạ, lộ, 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 lộ xe không? Mẹ có nè, mẹ chơi nè. Sơn đi. Ba. Ừ. Chị ba ăn á hả? Ba ăn đi. Con ăn đi. Em thấy có cúng nảy chuối ở trên kia có một đĩa hả mà? Bữa mất mất kiếm kiếm hóa chuyện được giá một đĩa có. Bữa ra ngoài ruộng á. Dạ. Bỏ túi rồi đấy. Thì cuối cùng mất kiếm đeo trên người. Ừ. Ghẹo mẹ. Tưởng mất kiếm đeo trên người đi giá một đĩa. Rồi cuối cùng làm ở đâu mẹ? Hay vậy? Bởi vậy. Ừ. Vừa giấy mình để xong là giới mình khung chỗ này trước. Mà nãy chút rồi anh thấy nha. Ừ. Đó, người cái lấy cái cây giặt mấy cái bụi dưa ra thấy liền. Không có cần kiếm chỗ thứ hai. Có ăn chi nhiều rồi con nuốt không vô. Ừ. Nóng nữa coi. Nè ăn ít ít thôi. Nóng. Ừ. Nè ăn chuối cắn ít ít thôi. Ở dưới quê mình hay ha, cái gì cũng giá một đĩa ha, mất đồ là giá một đĩa là kiếm. Dữ lắm á, rồi trời nóng quá, mẹ nóng quá mẹ đi vô. Mẹ giá một đĩa xong cái chiều cứ mẹ ghé ra đó một thèm mới có lập cái mắt kiến là của con. Ừ. Ông nói ừ để lát hay kêu con tiền thôi kiếm một chỗ thôi con dặn hờ. Cái chuyện 3 đến giờ chiều thế mà thấy trời mát thế mà giá một đĩa này chuối. Cái ra nữa mình khung ở trên này trước. Yeah. Cái giặt ra vậy thấy liền. Mà hàng kia mình cũng biết khung cho nó trước. Nữa. Tự nhiên nó giỡn rồi. Sao không có làm gì trời nắng có lạ. Dạ. Ừ anh hai hả con? Có đổ vỏ vô. Con muốn làm anh hai không cho hả Sơn à? Con bỏ vỏ bên đây nè. Ờ rồi mình mới bỏ trứng bên đây. Ừ. Anh hai chỉ em làm đi anh hai. Anh hai lớn hướng dẫn anh làm. Anh sắt làm chiên mà hả? Cái này chiên lại cái này cho ngon. Ừ. Chiên nó mới thơm. Đó, còn nếu mà như mình nướng á, thì mình để nguyên chiếc về mình nướng nó sẽ không có ngon cả nhà ha. Tại vì khi mà bên ngoài nó chín rồi á thì bên trong chưa chín. Còn bên trong chín thì bên ngoài nó rất là khô. Nên mình sẽ xẻ đôi nó ra. Xẻ đôi ra nướng. Xẻ đôi ra nướng đi. Đây nó có nước vô nó sẽ mềm ra, nó không bị cứng. Đi nóng lắm á. À, anh em nãy giờ lột có ăn dụng không? Sơ Hùng. À, anh em nãy giờ lột có ăn dụng không? Sơ Hùng ăn dụng á. Nghe ăn dụng hả? Mới ăn xong rồi con cho cái dụng. Còn nếu mà như cả nhà muốn mà chế biến món này nhanh á thì mình cứ sắt ra ha, rồi mình chiên luôn. Chiên luôn cho nên nó mềm. Nhưng mà mình để nguyên chiếc thì mình chiên trước, rồi sắt ra nó sẽ ngon hơn. Thơm á. Thơm á.
Sữa hùng lột cho em ăn hả? Ăn nó không anh hai cho. Trời nắng, trời nắng, thôi đi tắm nắng. Ăn. À anh hai. Anh hai. Trời nắng, trời nắng, thôi đi tắm nắng á. Tắm nắng. Hương bay luôn. Con hát phải rõ chữ em mới biết chứ. Rồi con hát đi. Rồi tới sang Hà hát đi. Con hát đi. Giờ lại cho bà. Dữ ta. Hát rõ hay ta. Hành tốt lắm nha. Dạ. Anh cộng bự lắm. Nay sung hả mẹ? Đúng rồi, mở chợ đi bán. Dạ. Bự là kêu hành trâu. Cái lạp xưởng của mình do không có xài phèn the đó nên là nó hơi mềm nha, nên cả nhà mình sắc nương tay nó xíu. Nó luộc cái nó chín rồi mình nó dẻ ra. Không xài chất không xài phèn the nữa. Dạ. Như để nguội hả? Sắc cái không bể. Mà công nhận phèn the nó hay quá mẹ ha. Vô cái nó dẻo, nó cứng ngắc, nó dẻ đừ. Tại vì con cũng ngại ăn mấy cái chả á mẹ. Ừ. Ăn sực sực. Ngon nhưng mà không dám ăn. Nó bỏ chắc cái nhiều. Hồi kia người ta làm muối, người ta tắm cái cách đó đó, bây giờ họ có lén họ làm. Dạ. Có cách đó nó lâu thiêu. Dạ, lâu thiêu hả? Với nó dai hả? Đó, giờ nó biết tính một câu rồi. Chiên lại ha. Chiên lại thì nó sẽ vàng lên rất là đẹp. Thơm quá. Ngày xưa mà đi chợ cái mẹ mua cho cái lạp xưởng nhà đá gì đâu á. Thích đó hả? Dạ. Rồi mắc đó em. Dạ. Cái này cái thì chứ được cái chuyện này. Lạp xưởng này kia là lạp xưởng tươi. Dạ. Lạp xưởng này là lạp xưởng tươi nè, nó ngon nè. Lạp xưởng khô mỡ không mà mẹ. Lạp xưởng mây với lọt hả? Mỡ hả? Hồi xưa còn lạp xưởng đó không hả? Chứ đâu có lạp xưởng này. Nhà mình là lạp xưởng thịt. À, anh em hát hả? Trời nắng. Trời nắng. Trời nắng. Mời đi tâm nắng. Hương vai vườn. Chắc được em ha. Ngon rồi. Cho nó vàng vàng nó ngon. Má hai đi làm hả? Má hai đi làm rồi Sơn Hà đi theo không? Chạy theo Sơn Hà nhanh. Nhanh nhanh nhanh, má hai đi làm kìa, nhanh nhanh chạy theo. Đó mà hai giờ cho bánh nhanh nhanh.
hả? Hôm nay đi qua bển là lấy một ngày mấy hũ thôi. Trời ơi, em mốt phải bồi thường thiệt hại. Ngày qua nhà má hai mấy hũ rồi hả? Nó khô nó lấy cái bây giờ hũ nó hũ. Xuyên đây nó xách ra cái đem lên anh em ngủ, cái nó xách về ngủ. Mở tủ kiếm đồ ăn nữa. Ừ. Mốt chắc khóa cửa quá. Nó thích gãy lưng nó vậy đó. Đó. Nhà chị phải đi sớm mà đang có khách hả? Để tan chợ. Sáng ngày có đi theo hả? Hai không? Đi nè. Má hai tranh thủ đi đi để hết giờ trưa, giờ chợ. Đi nha. Không cái coi, đưa mặt cái má hai không cái coi, mẹ lên. Quay mặt quá không thấy. Này sao sao. Hết rồi má hai rồi. Nghe lưng nó chỉ cái lưng, có sao lưng cho nó. Cười. Thôi để má hai đi đi đừng có kêu má hai nữa. Sao hả? Nó nằm xuống á, đang cho má hai massage nó cả. Dạ. Trứng cút. Nó vào hành nữa. Chỉ có thiếu chả thôi nhưng mà tại mình không ăn chả. Dạ. Giờ có xôi gà nữa đó mẹ. Nó xé gà ra. Gà có cái chả chay cho chị ăn chay đây. Dạ. Cho chị gái. Cái này trứng bồ câu thôi mà. Trứng bồ câu đó. Nó ngộ luôn kìa. Nó bể rồi mẹ. Nó ăn. Nó mềm 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 đi hả? Mẹ nó mềm giống như là bò bị yếu trùng vậy đó. Nó mềm xèo à? Trong mình nó mềm mềm. Để Xuyến lấy cho chị cái hộp xách theo. Chơi không? Để cho em chơi chơi không? Hộp quay đây mà thôi khỏi lấy đi cưng ơi. Khỏi đi Xuyến ơi. Lấy đi. Thôi, đây là chị có bánh rồi. Đưa chị ăn được rồi. Khỏi. Để đây có ai mời ăn. Nhập sữa ngon quá chừng luôn nè chị. Mới làm qua. Cái này mới làm qua hết. Dạ. Giờ mình ăn giờ thử món luôn. Thử nhé. Bóc tay luôn. Ừ. Bóc ngon hơn ăn gấp. Rồi Xuyến bán cho chị can hộp. Bán lấy lại tiền trứng cút. Bóc luôn ấy. Ngon vừa ăn không? Đó. Rồi thôi thôi. Rồi chân cút. Ổng cái này nè. Vô hành á. Vậy gấp miếng vô hành nữa nha. Chứ hai chân hai cái. Ừ. Hai chân chị đi. Rồi ngon rồi. Rồi. Rồi được rồi cưng. Mới giờ chơi chị. Để đây con. Rồi. 10 ngàn nha chị. 10 ngàn là lỗ đó. Giờ cảm ơn chứ. Rồi, chị làm đi. Rồi, xe hà chạy cứ bà Yên đi, ăn xôi. Rồi, chị đi. Để trễ. Con đi kêu bà Yên đi con. Dạ, dạ. Đi đi. Kêu bà Yên đi con. Xe không, xe hà chạy qua mời bà Yên qua ăn xôi, nhanh nhanh. Nói kiều đó, bà Yên. Chả bệnh. Bà Yên. Nóng. Thôi, đừng bóc quá. Nóng. Nóng nữa. Bóc bà vô. Trời ơi, nóng. Phi hết quần áo rồi, ghê. Chạy kêu bay ăn đi qua bụi à, đi đi. Đi đi, kêu bay ăn đi. Chạy qua kêu bay ăn coi con. Sư hả? Ôi giờ tới sang sớt nè. Nó thích sang sớt. Ừ. Nóng, nóng, nóng. Chú Hồng ơi, ăn này con. À, trời, cô vô coi nó chơi dơ nè. Chú Hồng ơi. Đi, đi kiếm muỗng này con, về kiếm muỗng cho mẹ đi, về ăn nè. Ăn sáng sao không? Bà Yên, cần xôi. Nè, xôi anh Yên. Xôi anh Yên. Kêu xin hả? Xôi hả? Kêu bà Yên nhanh. Đi cân, đây tặng hết rồi. Kêu đi cân. Ôi ơi, sao có ăn không kêu bà Yên ta? Xin hả, cho bà Yên ăn không? Xin hả? Bà Yên kêu cho ăn. Yên nè, không quan tâm luôn, ơi. Không quan tâm luôn. Bà Yên. Bà ăn. Đâu, cho bà không? Cho bà Yên không? Đó. Bà Yên. Đây nè bà Yên nè, đưa bà Yên đi. À, đi ăn đi. Đúng không? Đừng bóp, nóng. Mày mổ nè anh đi. Nè, Xuân Hùng. Xuân Hà, con đi đút nè. Xuân Hà.
Em lấy rồi hả? Trời ơi đâu vậy? Trời ơi đâu vậy? Rồi nha. Ông ơi, ông ơi. Ông ăn luôn. Nó múc, nó múc. Thôi. Trời bỏ gì vậy nè. Nóng đó, nóng đó. Ừ, bỏ vậy đi. Lăn xăng thiệt chứ. Cơm nếp là em nấu đâu có gia vị gì vậy xin, nấu không không? Ừ. Nấu không. Trời ơi ngon không cả nhà. Đây mời cả nhà nghe. Xôi mặn. Thôi để ba ăn đi. Này. Ba rồi. Ba tiền nhiều lắm. Sao? Tỷ tỷ á là ba. Giờ ba mới ba là có biết có ta đặt máy bay để gì đó. Gì? Nam Việt Airlines. Nam Việt Airlines hả? Tại vì cái hãng nào cũng không chết chị em. Ừ. Nam Việt Airlines. Airlines được hàng không không? Ừ. Đặt lên máy bay cho ba nữa. Tên, ba con mua không nổi, chứ con mua nổi không? Con thể mua nổi, biết không? Ráng học đi. Rồi, nên có khách rồi. Ừ. Ngon quá. Ừ. Cơm nếp giờ ăn nè xíu. Dạ. Ừ. Ở nhà thấy ngon không? Con thêm nữa nè. Ừ. Đó, ăn đi, bốc ăn đi. Rồi, bữa nay Hoàng Sơn cùng ở nhà mình ăn món cơm nếp lạp xưởng nha. Nếu mình đốt xôi á thì nó sẽ mất thời gian hơn. À, mỗi cái có cái ngon riêng ha. Mà kêu bằng xôi cho nó hay. Xôi mặn. Mai mình ăn xôi mặn, cơm nếp mặn. Mà xưa hay kêu xôi mặn chứ không nghe cơm nếp mặn ha. Quay lại. Quay lại. Đây nè. Rồi, bye bye Trân Hà, bye bye Trân Hồng nghe. Mày nhớ này nè. Quay lại. Đúng rồi. Rồi, bye bye Trân Hà. Rồi hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình ăn món cơm nếp mặn ha, xôi mặn với gia đình Nam Việt ha, lạp xưởng. Bữa nay mình thử món lạp xưởng luôn với đãi cả nhà cả ngày ăn xôi luôn.